Hôm 9 tháng 12, Israel tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công vào dải Gaza, một ngày sau khi Mỹ phủ quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, 13 nước đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết này. Anh bỏ phiếu trắng. Riyad Mansour, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc của Palestine cho biết họ phản đối kết quả này với thông điệp ngừng bắn, cứu mạng người. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ vào tuần trước, Israel đã mở rộng chiến dịch trên bộ sang nửa phía nam của dải Gaza, tấn công thành phố chính ở miền nam là Khan Yunis. Bệnh viện Nasser vốn đã quá tải, nay lại phải tiếp nhận một lượng lớn nạn nhân thương vong đổ về trong suốt đêm 8 tháng 12. Hôm 9 tháng 12, người dân thành phố cho biết lực lượng Israel đã ra lệnh cho người dân rời khỏi một quận khác, nằm ở phía tây của các vị trí mà quân đội Israel đã tấn công hồi đầu tuần này. Điều này cho thấy một cuộc tấn công nữa sắp sửa xảy ra. Cả hai bên cũng báo cáo có sự gia tăng chiến sự lớn ở phía bắc. Gaza vốn là nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine trước khi cuộc xung đột bùng nổ. Đại đa số người dân của Gaza đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết hiện tại thực sự không còn nơi nào ở Gaza an toàn. Tuy nhiên, Israel phủ nhận điều này mà cho rằng quân đội Israel đang hạn chế tổn hại cho dân thường bằng cách cung cấp các bản đồ hiển thị các khu vực an toàn. Ngoài ra, Israel cũng quy trách nhiệm cho Hamas đã gây ra chết chóc cho dân thường bằng cách trà trộn vào người dân. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ cáo buộc này. Chính quyền Mỹ cho biết đã yêu cầu Israel nỗ lực hơn nữa để bảo vệ dân thường trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến so với những gì họ đã làm cho đến nay. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ tuyên bố của Israel rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Israel đã phát động chiến dịch tiêu diệt nhóm lãnh đạo Hamas ở Gaza sau khi các tay súng của nhóm này tấn công các thị trấn của Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo thống kê của Israel, cuộc tấn công đã giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.